Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Lời đầu cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận đặt hàng mà mình chưa phúc đáp được. Mong mọi người cho mình một cơ số thời gian nữa, mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng cảm ơn. Xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, hai clip buổi sáng ngày hôm nay mình có chia sẻ về cái vấn đề, tức là nôm na ngắn gọn lại là mua ở đâu thì cũng phải phải trả tiền nhỉ. Thì mua của bạn Hiền thì vẫn hơn. Trong khi đó thì lại mua đài của lão nông, âm ly loa đài của lão nông thì không bao giờ phải lo nó hỏng, thì đấy nó là sự thực. Đấy nó là sự thực 100% nha. Đấy, chẳng may mà nó có trục trặc gửi lại cho lão nông thì chỉ trong vòng 24 giờ thôi là hàng sẽ quay trở lại nha. Đấy, nó sẽ phải rên rỉ lên. Thế là xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Đấy, có rất nhiều cuộc điện thoại hỏi là có thật không? Chả thật thì giả vờ. Vâng ạ. Đấy. Không phải hàng của mình bán đi mà mình còn làm cho nó rên rỉ lên được, chứ nói chuyện là hàng của mình bán đi. Hàng của mình bán đi mà nó trục trặc thì gửi lại mình thì đương nhiên và mình sẽ phải làm cho nó rên rỉ lên ở một cái khoảng thời gian chỉ có trong 24 giờ thôi nha. Bây giờ giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ trước đài Philip. Đài Philip. Đài Philip. Đài này thì còn nhìn thì còn rất chi là mới. Còn cái công thức tính phần trăm, có rất nhiều người hỏi cái đài còn bao nhiêu phần trăm thì mình không lĩnh hội được cái công thức đấy nha. Mình cũng hỏi sư phụ mình rồi, sư phụ của mình gần 90 rồi. Đấy, sư phụ bảo không có cái công thức nào để tính phần trăm đâu đệ ạ. Nha. Đấy. Về những chiếc âm ly, những chiếc loa, những chiếc đài không có một cái công thức cụ thể để tính là cái đài đấy hay cái loa đấy, cái âm ly đấy nó còn bao nhiêu phần trăm. Người ta dựa vào cảm nhận của người ta thôi nha, chứ không có công thức chuẩn. Bởi vậy là mình nói cái gì nó phải chuẩn, nó phải có dựa vào cái cơ sở, cái nguồn gốc của nó. Nhưng mà cái gốc của nó là không có công thức tính phần trăm, nên bởi vậy là mình không thể tính được những cái sản phẩm âm ly loa đài của mình là nó còn bao nhiêu phần trăm. Đấy, Philip này. Philip thì ai cũng biết, nó là thương hiệu của Hà Lan. Còn cái này sản xuất ở Hà Lan hay không thì mình không biết nha. Nhưng lại hỏi cái này lại bảo cái này sản xuất ở Nhật chẳng hạn. Thế xong hỏi thì lại bảo tôi nghe người ta nói nha. Đài này chạy điện 220V. Đài này chạy điện 220V. Đài này tình trạng hoạt động của nó chỉ còn có nghe radio thôi. Nghe radio mà cái băng sóng FM thì Trần Văn Nét, băng sóng AM thì Trần Văn Sôi, băng cassette thì Trần Văn Tịt. Và thóc thì hôm qua mình báo là 180.000 đồng. Hôm nay có sự thay đổi, hôm nay có sự thay đổi nhẹ nhẹ nha. 180.000 đồng thì không trừ đi 30.000 tiền thùng xốp rồi thì còn có 150.000 đồng. Cái đài này thì không được chai rượu, nên bởi vậy là cái đài này hôm nay ai mua thì vui lòng trả cho mình tiền thùng xốp, tức là 210.000 đồng. Phải mua 30.000 thùng xốp mới cứng, chứ kiên quyết không mua cái thùng xốp cũ của người ta đựng cá các thứ nha, để đóng, cứ mua thùng xốp mới. Đấy. Nhưng mà 210.000 thì trừ đi 30.000 tiền thùng xốp thì còn 180 thì ở trong đấy là có chai nút lá chuối rồi. Chứ còn nếu không được chai nút lá chuối thì đúng là không ưng cái bụng nhỉ. Nó phải được chai nút lá chuối. Đây. Đây là hai cái loa của nó. 8 ohm 2W. Đấy. Hai cái loa của nó còn chưa tháo ra được này. Đài này thì không cần phải vệ sinh nha, chỉ là lấy cái chổi phẩy qua đài này nó còn rất chi là gì sạch sẽ. Đấy. Chân ốc cái chân ốc thì còn nguyên. Đấy. Đây là bộ cơ của nó. Bộ cơ của nó thì mình bỏ cái motor ra rồi. Thế cho nó rõ phần nét nha. Đấy. Tại sao lại không khôi phục phần cassette của cái này? Vì cái này này, cái công tắc chuyển hôm qua mình chia sẻ rồi, cái công tắc chuyển ta bè và radio cassette là nó bị mất cái nhựa này để cắm vào để gạt nha. Đây là cái công tắc thì còn đây này. Đấy, ví dụ như cái này mà cắm vào đây này. Đấy, thế nhưng mà cái nhựa này giờ có rất nhiều cái nhựa nhưng mà chẳng có cái nhựa nào nó vừa cả. Thế nên là cái phần băng cassette là bỏ qua luôn, khỏi phải khôi phục. Chứ còn để mà khôi phục cho nó rên rỉ lên thì với lão nông thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.
chắc là nửa ngày rồi thì nó sẽ rên rỉ lên thôi nha. Thì lão nông nói như vậy thì các cao nhân sửa đài mà có ghé qua kênh của lão nông cũng thông cảm cho lão nông nha, vì y thuật tuổi đời thì không phải xanh và non, nhưng y thuật thì còn xanh và non đấy, thế nên là có thể làm nửa ngày nó mới rên lên được, có đầy con làm cả ngày nó còn chả rên nha. Đây là phân vỉ của nó đây, tụ xoay đây, tụ xoay này, tụ xoay zin, tụ xoay cái cao này đấy, tụ xoay zin đấy. Thì cái băng sóng AM bản chất kỹ thuật của nó là ít người nghe nha, tại vì nó cũng bắt được có hai đài thôi, thế nên là không đài nào cũng vậy, nó sôi hoặc là nó bắt được kệ ra thôi, chứ không có chọc vào làm cái gì cả, nó mất nhiều công sức đâu mà nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Chủ yếu là cái băng FM, mà băng FM thì cái con này của nó tần số từ 88Hz cho tới 108MHz, và nó bắt được rất nhiều đài và nó đạt ở cái mức độ trần thị nét nha. Đấy, đấy. Phên vỉ thì quá sạch đẹp. Đây là cái phần IC công suất. IC công suất trên này là cái chiết áp này là chiết áp chỉnh check, cái chiết áp này là chiết áp chỉnh volume to nhỏ. Cái chiết áp zin của nó hỏng rồi. Vậy vậy mình phải thay cái chiết áp của mình vào. Đây chiết áp âm ly nhá. Đấy, thay cái chiết áp vào phát giờ chỉnh to nhỏ ngon lành này. Đấy, chứ còn lại mua cái chiết áp này lại coi như điện cho cu em nó ở chợ trời Hà Nội gửi vào thì lại kính chẳng bỏ phiền. Một tiền gà không phải 3 tiền thóc đâu, mà một tiền gà những 30 tiền thóc. Nên cho nó nghỉ luôn. Đưa cái chiết áp này vào vẫn ngon lành mà chẳng. Thời gian thì khỏi phải suy nghĩ, chiết áp mới luôn nha. Đấy. Đây là biến áp nguồn của nó đây. Đấy, biến áp nguồn zin. Đấy. Đài thì vệ sinh sạch đẹp rồi. Đài này để đầu giường nghe không phải suy nghĩ gì cả. Trước tiên là nó nhỏ gọn, không ảnh hưởng đến chỗ hoạt động. Cái thứ hai là đã vệ sinh sạch đẹp rồi. Đấy, tại vì đài cũ đã qua sử dụng rồi là nhiều khi nó gây ra những cái mùi, mà những cái mùi nó lại không được quyến rũ cho lắm nha. Thế nên là bắt buộc phải vệ sinh. Đây là mặt đằng sau của nó này. Nắp pin vẫn còn nhá. Đây là nắp pin này này. Đây nắp pin này này. Đấy, nắp pin này, nắp pin ở đây là nó còn bị xước đây này. Đấy. Ở cái này mấy thằng cu là nó lấy nhũ nó xịt vào ngay, nhưng mà mình không làm. Nó cứ kệ này. Đấy. Anten này, anten này thì lúc nó đánh đi cái là nó sáng ngay nha. Anten này thì dễ quá, thằng biết bây giờ thằng cu con nọ nó chỉ cho mình này. Đấy, giấy giáp mịn, giấy giáp mịn này, chú cứ lau đây cái nọ thằng cu con nó chỉ cho. Thế là từ hôm đấy này cứ mua cái giấy giáp mịn về đây đánh và cái lên sáng bóng ngay nha. Đấy, bây giờ chưa đánh. Con này nó còn có cả cầu chuyển điện 110-220 nhưng đang để cả ở nước 220. Còn đây là Philip đây. Đấy. Đây là mặt dưới của nó đây. Đây mặt dưới của nó đây. Mặt dưới phên vỉ của nó đây. Đây. Cái này là nguyên bản. Nguyên bản của nhà máy, nhà của hãng này nó câu chứ không phải thợ câu. Xoay kỹ rồi, tụ này cũng vậy này. Tụ này nguyên bản này. Đây radio đây. Sạch đẹp, chưa có sửa chữa gì cả, xoay kỹ lắm này. Duy nhất chỉ có thay cái con volume to nhỏ hết phim nha. Đây. Đây này. Đấy, cái chỗ này này. Đấy, phải dùng cái kính lúp và xoay vào chứ hàn rất chi là vất vả. Đấy, mạch nó bé quá. Đấy. Chưa có sửa chữa gì ngoại trừ thay cái chiếc áp volume hết phim. Thế và cái chiếc áp này thì đây. Lão Phu thay, lão Phu đổ keo vào đây luôn. Đây này. Đổ keo đây luôn đấy, khỏi phải lo cái chuyện nó đứt dây, giờ chỉ có lấy kéo mà cắt nha. Đấy, trên này cũng vậy, trên này hàn này này, đấy mỗi hàn của thợ 6G đấy, nó có bóng nhảy. Đấy thì lát nữa lắp vào lại đổ keo một phát nữa, thế là bền đến lúc hỏng không phải suy nghĩ gì cả nha. Đấy, bây giờ thử cắm vào cho nó zin lên phát cho nó làm sao nha. Nhưng mà đương nhiên là con này nghe này, rất chi là nét, nghe rất chi là nét, nghe rất chi là nét. Cho nó điện nữa nha. Cho nó điện rồi mày chưa thích. Đấy đấy. Đây, chỗ này điện 220 của nó đây. Giật cho tê dại. Sôi rồi đấy.
第七种水果。 Có mùi xúc xắc. Khả năng cung ứng đạt khoảng. Hướng tích cực để còn trụ vững nữa chứ. Nghe rồi. Có vậy á mới góp mặt trong sự kiện hàng năm được ha. Thầy chúc bạn luôn thành công nha. Còn Mai, tại sân nhà cũng thành công nhiều nha. Thì vậy thì chúng ta cùng nhau đổi mới sáng tạo để mà khởi nghiệp thành công ha. Hai con bò đây. Và tiểu phẩm sân nhà của tác giả Anh Thư. Đấy. Đấy, xoa tay đây nó gì lúc bỏ ra là hết ngay. Hoàng Thư cũng xin được chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thanh niên khởi nghiệp tuần sau với khung giờ 8 giờ 40 phút thứ bảy và 13 giờ 50 phút. Truyền hình Bình Dương. Cô này nét. Là điểm thứ nhất, điểm thứ hai chung nó bé này thôi nhưng mà cũng to mồm rồi phết nhá. Đấy, thôi xin phép dừng clip ở đây, nhắc lại với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, nhắc lại với lại các đồng chí có sự thay đổi là thêm 30.000 tiền thùng xốp nữa thì mình mới được chai nút la chuối mà mình mới bán nhá. Đấy, chứ còn 180.000 hôm qua là không nói giá 180 nhưng mà lại không tính tiền thùng xốp nên là không được chai nút la chuối, ở đây là không bán. Thôi xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các đồng chí, chào thân ái. Merci.